gọi tên con yêu thương chiều mến, ấp ủ nâng niu trong suốt cuộc đời. Buổi sáng tin vui bao người mong đợi, con yêu của mẹ mở mắt chào đời. Khi con e a hai tiếng mama, ba cõng trên vai đi suốt đường dài. Khi con lớn khôn bao điều hy vọng, khấn mẹ xin cho con toại lòng. Con bớt sầu, mây trắng bay bay, xuân hồng phơi phới, đẹp ngát niềm vui bên tiếng con cười. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt
Xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Before we begin our talk this morning, may I invite the whole community join your hand. Please join your hands together and we say the Buddha's name in 3 times. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2009, tức là ngày 18 tháng 7 năm Kỷ Sửu. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, để sinh hoạt và tưởng nhớ ngày Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu năm nay. Và trước khi buổi nói chuyện bắt đầu, Pháp Hòa xin được cầu chúc cho tất cả quý vị cùng gia đình, người còn thân tâm được khỏe mạnh, an vui, người mất nhờ nghe kinh thính pháp là siêu sinh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ. Thì trước khi chúng ta bắt đầu bằng tiếng Việt, thầy Pháp Hòa xin có vài lời bằng tiếng Anh trước, để cho các người bạn Tây Phương dự lễ hôm nay, cũng như các em trẻ không có hiểu tiếng Việt đó, có thể hiểu được một vài điều của ngày hôm nay. Dear friends, on behalf of the Vietnamese Buddhist community in Regina, first of all, we would like to express our welcoming to all of you who are coming here with us this morning. And you know that this is very special for all of us, because this is the day for us to commemorate, to gratitude, to honor our parents, our ancestors. In our tradition, we always remember how hard, how much love, how much care that our parents always giving to us. Especially our mother. She was loved us since we in her womb. And after she gave birth, she still loved us, care for us, and support us all the way up to this moment. No matter how old we are, but in our mother's eyes, we still a baby. For those who already became the mother, you will experience what I share. Is that correct? Sometimes we overlove. We make our children feel that they're uncomfortable with our love. But for the young people, please understand that that is how mothers love. They so much care, they so much love, they just afraid that we walk on the wrong path. We are not happy enough, so that's why they put all their heart, all their effort, all their love to us. Sometimes I know that you don't feel appreciated with what she have done, because she's still there for you. That's why you don't see anything special. You don't feel that you miss her. But one day when she is no longer here, in that moment, you will miss her. You will feel that you need her words, you need her care. So therefore, if today you have a chance to have a look at yourself and you're so happy that because you still have a red rose, then be happy.